Đại sứ Mỹ Ted Osius mới tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, cũng như nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry là tín hiệu tích cực. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Hà Nội hôm 8 tháng 6 đã có cuộc trao đổi dài hơn một tiếng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington về chuyến thăm mới đây của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Ngoài phát biểu về chuyến công du này, ông Osius còn trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau của người tham dự sự kiện có tên gọi chuyến thăm của tổng thống barack obama tới việt nam một chương mới trong quan hệ việt mỹ về thảm họa môi trường khiến người dân ở nhiều tỉnh miền trung điêu đứng thời gian qua đại sứ mỹ cho biết liên quan tới vụ biểu tình cá chết hàng loạt ở việt nam gần như ngay lập tức tôi đã đề nghị trợ giúp kỹ thuật từ phía mỹ nếu phía Việt Nam cần để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân khiến nhiều cá chết ở bờ biển miền Trung. Và đề nghị giúp đỡ ngay lập tức đó đã không được chấp nhận. Nhưng hiện có sự phối hợp giữa các nhà khoa học Mỹ và Việt Nam để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra vụ cá chết. Nhưng đó không phải là kết quả từ đề xuất chính thức của chúng tôi. Còn về các cuộc biểu tình, quan điểm của chúng tôi là các cuộc biểu tình ôn hòa là điều tốt, nhưng chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này. Đó là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi chỉ khuyến nghị cách thức chính phủ Việt Nam xử lý các cuộc biểu tình. Rốt cuộc đây không phải là điều chúng tôi quyết định mà đó là của chính phủ và nhân dân Việt Nam về các cuộc biểu tình. Chúng tôi đã thể hiện quan điểm của mình về việc sửa luật liên quan tới luật về hội họp và tụ tập. Tuy nhiên, ông Osius không cho biết cụ thể lý do mà Việt Nam đưa ra khi từ chối đề nghị từ phía Mỹ. Trước chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam, một người dân Hà Tĩnh đã viết trên trang web kiến nghị của Nhà Trắng kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết. Cho tới nay, phía Mỹ chưa phản hồi về lời kiến nghị mà nay đã có hơn 140.000 người ký vào này.